Chó lôi ra mà chuột còn sống luôn cả nhà. Chó lôi ra mà chuột còn sống luôn cả nhà. Thằng xử lý cái bẫy này cả nhà nha. Đây là cả nhà, tới cái bẫy tiếp theo cả nhà. Này con cái nha. Rồi làm cái bẫy đầu tiên mà thấy mệt rồi. Mà em biết hơn em xui đi không biết. Lóc luôn, chuột còn nữa nha. Mà đặt máy vào lúa đi tiếp nữa nha. Mới rút cái bẫy lên nữa nha. Thấy có hàng bắt máy cho cái nhà coi. Còn con ngựa cả nhà. Cũng chậm chậm à. Đây cả nhà, bẫy tiếp theo cả nhà. Mới dành ra này nha. Nhà thấy không? Đây, đủ cái đùi này nha. Đảo nha. Mới dành ra thấy được cái đùi cả nhà. Cái này nha nha. Ôi ôi, nặng rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Vô cái bẫy nhỏ bích chịch cái lụp luôn cả nhà. Trời ơi, nó nặng kìa. Ồ, quá hết cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Bích luôn rồi cả nhà ơi. Khủng hoảng luôn. Ôi ôi. Đi ra mà mát mát luôn nè. Chỗ không ngựa bị lại cho cái nhà coi nha. Ôi ôi, bích chịch luôn rồi nha. Cái bẫy này bẫy nhỏ nha cả nhà. Ôi ôi, nặng kìa nhà ơi. Quá trời nặng rồi cả nhà. Ôi, ôm cái bẫy đi khệ nại luôn cả nhà ơi. Đây cái bẫy không ngựa mình để đây nè cả nhà. Nè. Ôi trời ơi, cái này vô cả nhà. Ôi, cái bẫy này nặng kìa. Người gớm không nha. Bẫy bẫy nhỏ nha. Coi nè. Quá trời rồi cả nhà ơi. Khủng khiếp cả nhà.
Ôi ơi bất cật cái đập luôn rồi. Này bắt ra căng luôn nè cả nhà ơi. Trời ơi. Cả nhà ơi. Coi nó nè cả nhà. Ôi ôi khủng khiếp luôn. Ôi, nó nặng kìa. Quá trời rồi cả nhà ơi. Quá khủng khiếp rồi cả nhà ơi. Quá trời quá đất khủng à. Ôi ôi hết biết. Thôi khiêng cái bẫy ra mà nó mệt đó nha. Quá trời bự rồi. Con này chắc phải hoài 2 kg quá. Nó nặng. Quá khủng quản à. Này nha. Mỏ chạy trên. Vô biết mấy ngày không biết. Ôi giời coi cái bình đó nè cả nhà ơi. Ghê gớm. Bẫy này 750 nha cả nhà. Chặt hết cái lập luôn à. Quá đã à. Thôi tạm ngưng ngay cả nhà. Tạm ngưng cuốn cái bẫy lên đem về nhà bắt cho cả nhà coi nha. Rồi mới về tới nhà nha. 2 cái bẫy nè. Con không ngựa con lâm thừa hết biết luôn. Bắt con không ngựa rồi chứ. Chuột cắn cái bao tầm đây hết rõ nha. Ngựa này cũng bự quá nha. Nha chà bá luôn à. Quá trời quá đất luôn đó nha. Ghê không nha. Kinh khủng luôn. Quá trời luôn ngựa. Nào thả ra nè. Phút nè. Đó, phóng quế, phóng quế, phóng quế. Phóng quế, phóng quế. Phóng quế, phóng quế ghê quá. Quá xinh. Rồi, mở cửa chuồng bỏ nó vô nha. Đây chuồng này nha. Vừa mở cửa luôn. Hết biết nông thừa luôn cả nhà. Quá trời nông thừa cả nhà. Khủng khiếp luôn. Hết chỗ nằm luôn rồi nha. Đây cả nhà ơi. Quay lại cho cả nhà coi nông thừa nè. Nông thừa hổ hành, hổ heo, hổ dện gì cũng nói nha cả nhà. Nói nha. Rồi gớm không? Hết biết luôn. Rồi để tạm ngưng chim cửa bắt nó ra cái nhà. Chim cửa ra giấc giả luôn nè. Sao chim được đây luôn.
nhắc luôn đó nha, không rút ra được gì luôn. Đây nha, nằm cứng nhắc luôn à. Chìm cửa rồi, giờ không biết sao móc ra nữa nha. Nhắc dài nó cả nhà. Không ra cả nhà. Rồi tạm ngừng xíu đi, xử lý nó cái rồi. Ôi ôi, gà đâu ở đây cả nhà ơi. Ghê gớm luôn cả nhà. Quá ghê luôn cả nhà. Chà bá luôn rồi. Đây cả nhà ơi. Quá dữ luôn rồi. Quá chặt quá đặc rồi. Ôi ôi, ghê quá cả nhà. Đây nha, chiếc cái chân cái ngắt này mà. Mệt quá, quá mệt luôn. Mong sao mà chạy mình cũng mình này. Mong chạy chốc dãy rồi đó nha. Ghê quá nha. Quá đã. Đây nè nha, nông chắc nông lũng mình nữa nha. Chạy đây nè, chạy áo à. Ghê gớm thiệt. Cần coi nha, cần cho cả nhà coi nha. Cho vô cái túi lưới nhỏ nha, dễ cần, khỏi chuẩn bị nhiều. Đây nha, cho vô đây cần thử kìa. Này cỡ 8 cái 9 quá cả nhà. 2 kg thì chắc không được. Rồi tạm ngừng để căng kéo vô nha coi nha. Rồi, đây cả nhà. Cái 9 luôn nha. Đó nha. Cái 9 nha. Để mình hạ xuống mình lấy nét cho cả nhà coi. Chính nha. Đây, em ở đây. Rồi, quá đã luôn nha. Nay đi được em gần 2 kg đã rồi. Rồi, kết thúc clip nha. Chúc nha xem video dễ nha. Mày vô nha. Quá đã. Ngon nha. Sướng sướng. Rồi, bye bye cả nhà nha. Đeo lên vàng luôn à. Rồi thôi kết thúc clip. Bye.